dân tại cảng cá Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh dõi theo các siêu cano từ biển trở về. Bão số 3 gây thiệt hại lớn cho người dân, đặc biệt các lồng bè nuôi hầu, cá sông ngoài biển bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Đến trưa cùng ngày, huyện Vân Đồn chưa thể thống kê thiệt hại do mất điện và viễn thông. Các cán bộ đang nỗ lực tiếp cận người dân để thống kê. Theo cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến chiều 8/9 có 21 người chết, trên 1.100 lồng bè hư hỏng và 25 tàu thuyền bị chìm, chủ yếu ở Quảng Ninh. Màn trời chiếu đất.